Trong chặng đường lịch sử 75 năm qua, thanh tra ngành công thương đã không ngừng phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, góp phần không nhỏ trong sự nghiệp phát triển của ngành công thương. Tại buổi lễ kỷ niệm 75 năm truyền thống ngành thanh tra Việt Nam vừa được Bộ Công Thương tổ chức, Chánh thanh tra Bộ Công Thương Lê Việt Long cho biết, thời gian qua, lực lượng thanh tra ngành công thương nói riêng đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ năm 2016 đến năm 2020, thanh tra bộ đã tiến hành trên 400 cuộc thanh kiểm tra, phát hiện vi phạm về ngân sách gần 8.400 tỷ đồng, thực hiện 102 lượt tiếp công dân, số vụ việc được giải quyết là 53 vụ việc, đạt 100%. Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công Thương đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các thế hệ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra ngành công thương trong thời gian vừa qua, đồng thời đề nghị toàn bộ cán bộ thanh tra ngành công thương tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, đạo đức, thực thi công vụ trong công tác thanh tra. Công tác thanh tra cần thực hiện đúng trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ trong hoạt động thanh tra, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, làm tốt vai trò tham mưu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, tinh thần làm việc công tâm, khách quan, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Nhân dịp này, thay mặt Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã tặng bằng khen của Bộ Công Thương cho những đơn vị, tập thể và cá nhân có thành tích và đóng góp tích cực cho sự nghiệp thanh tra.